Em xin kính chào quý vị anh chị nhé, cùng quý nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng ở xã Công Hợp Tốc, thuộc huyện Chư Sê nhé quý vị anh chị. Hôm nay em review và giới thiệu cho quý vị anh chị một sản phẩm, một lô đất rẫy nhé, có tổng diện tích là 2,2 hectare. Trên đất thì trồng toàn bộ cây ăn trái như là có sầu riêng, mắc ca, bơ, bưởi và đặc biệt là có cây hạt dổi nhé quý vị anh chị. Đây, cây hạt dổi nhé, có khoảng 400 cây hạt dổi như thế này nha quý vị anh chị, 400 cây hạt dổi và khoảng 150 cây bơ. Đây, cây bơ quý vị anh chị, cây bơ này đang ra hoa nhé, có khoảng 150 cây sầu riêng như thế này nữa, cây sầu riêng khoảng năm thứ tư rồi, bước vào sang năm thứ tư quý vị anh chị. Đây là cây hạt dổi nhé, và có cả cây mắc ca nữa quý vị anh chị, có trồng khoảng 150 cây mắc ca, 150 cây sầu riêng và 400 cây hạt dổi như quý vị anh chị, 150 cây bơ. Đấy, một sản phẩm một lô đất, thế đất rất là bằng phẳng quý vị anh chị, rất là bằng phẳng, rất là vuông vức. Chất đất là chất đất đỏ ba gian, chất đất đỏ mịn nhé quý anh chị. Trên đất thì có một đường điện ba pha, một đường điện ba pha như thế này nhé quý anh chị. Đường điện ba pha này có ba cái giếng nhé, một giếng đào, hai giếng khoan và một hai căn nhà cấp 4 như thế này. Đây, căn nhà cấp 4 thì nữa em sẽ lên em quay cho quý vị anh chị nhé. Sầu riêng thì có một số cây nhỏ như thế này thôi, toàn bộ còn lại là cây sầu riêng khoảng 4-5 tuổi nhé quý vị anh chị, 150 cây sầu riêng. Đây là cây hạt dổi nhé. Lô đất sản phẩm này thì được gia chủ trồng toàn bộ toàn những cây ăn trái có giá trị cao quý vị anh chị. Tổng diện tích là 2 hectare, 2,2 hectare nhé. Em sẽ đi xuống dưới đây để quay cho quý vị anh chị nhé. Đây, đây là đường điện ba pha quý vị anh chị. Đây là cái hướng, đây là cái hướng đi ra con đường đất này, mà từ vị trí em đứng đây nhé, mà ra đến con đường bê tông ấy quý vị anh chị là khoảng 150m nhé. Đi theo hướng này quý vị anh chị là 150m ạ. Và chúng ta đi ra đến ủy ban xã Công Hợp Tốc là rơi vào 1km, và ra đến trung tâm huyện Chư Sê là rơi vào 4km quý vị anh chị, 4km, và ra đến thành phố Pleiku, ra đến sân bay là rơi vào khoảng 35km. 35km quý vị anh chị. Một sản phẩm rất là tiềm năng quý vị anh chị, rất là phù hợp quý vị anh chị mua về đây đầu tư, có nguồn thu sẵn trên đất như thế này rồi. Vườn cây ăn trái, vườn cây ăn trái kinh doanh rất là mạnh như quý vị anh chị. Chúng ta mua về thì có đã có sẵn nhà, điện nước đầy đủ rồi. Trong khu vực khu dân cư như quý vị anh chị, ngoài đây là khu vực khu dân cư hết nhé. Đây là cái căn nhà cấp 4 này. Thì nữa em sẽ bay lên Flycam để cho quý vị anh chị dễ hình dung về sản phẩm lô đất này nhé. Lô đất của chúng ta rất là vuông vức luôn. Và tí nữa em sẽ kẻ ranh giới rõ ràng, thể hiện trên màn hình Flycam để cho quý vị anh chị cùng xem nhé. Sầu riêng rất là đẹp. Đây là cây hạt dổi này, đây là cây mắc ca quý vị, mắc ca này, sầu riêng này. Đó, có một số cây sầu riêng nhỏ nhỏ như này thôi, cây này thì tầm 2 năm tuổi. Đây, cây hạt dổi quý vị chị, gốc rất là to nhé, bây giờ đang ra bông quý vị chị. Đấy, giá trị cây hạt dổi này rất là cao nhé. Này, gốc đây quý vị anh chị, tán rất là to đều, đang ra bông nhé. Đây, bên này có những quý vị anh chị, đây là hệ thống tưới nhỏ giọt nhé. Đây là cây hạt cây mắc ca này quý vị anh chị, đây là cây mắc ca này đó, sầu riêng này,
Hiện tại gia chủ thì chưa phát cỏ nên là hơi rậm rạp một chút. Chúng ta mua về đây phát quang cỏ đi thì trông lô đất của chúng ta rất là đẹp quý vị anh chị. Đây cũng có đường ống tưới nhỏ giọt nhé, được gia chủ lắp rất là bài bản. Có 3 cái giếng, đường điện 3 pha, 2 căn nhà cấp 4. Em có thể nói đây là một siêu phẩm quý vị anh chị, rất phù hợp để quý vị anh chị mua về đây đầu tư hoặc là làm ăn định cư sinh sống tại đây. Chúng ta đưa con cái chúng ta đi học rất chi là gần trường nhé. Chỉ khoảng độ 1,5 km chúng ta có trường học, ủy ban, trạm y tế, tạp hóa, quán ăn, quán cà phê. Ra đến trung tâm của huyện Chư Sê thì rất là gần, chỉ khoảng 4 km thôi. Đây là cây bơ nhé quý vị chị. Cây bơ này. Đây cũng có một cây hạt dổi rất là to nhé. Bơ này. Và giờ em sẽ đi lên đằng trước ngôi nhà để quay cho quý vị chị nhé. Ngôi nhà cấp 4, có hệ thống chuồng trại. Ngày trước gia chủ nuôi bò thì phải chuồng trại xây rất là kỹ nhé. Đây là con đường, con đường đất là chia đôi mảnh vườn nhé, để gia chủ có thể tiện cho xe tải xe máy vào để chăm bón cho khu vườn nhé quý vị chị. Đây là đường điện 3 pha này. Vườn rất là đẹp quý vị chị. Ở đây thì rất là kín gió nhé. Vườn của chúng ta là kéo dài tít xuống dưới đằng kia nhé. Tổng diện tích là 2,2 hecta. Rất là vuông vức quý vị chị. Thì nữa em sẽ bay vào lấy cam lên quý vị anh chị có thể nhìn thấy. Đây là cây mắc ca này. Đây là cây cây bồng. Đây thì gia chủ có thể trồng thêm một ít số ít cây cây xả, bụi xả nữa nhé. Đây là hàng mắc ca là bên đằng trên trước nhé, trồng rất là đẹp quý vị anh chị. Này, sầu riêng này. Em sẽ đi lên đằng trước ngôi nhà quay cho quý vị anh chị nhé. Này, sầu riêng rất là to, năm thứ 4. Đây có một cái giếng khoan quý vị. Giếng khoan nhá. Có 2 cái giếng khoan, một cái giếng đào. Đấy, điện nước thì thoải mái quý vị anh chị. Điện nước tưới tắm thì rất là thoải mái nhá. Đây nha quý vị anh chị. Đây là ngôi nhà đầu tiên này, vừa nãy là em ở trong vườn nhé. Đây là đi vào mảnh vườn nhé. Đây thì có 2 ngôi nhà như thế này quý vị chị. Đây có một căn nhà cũng trên mảnh đất của chúng ta luôn, và đây cũng có một căn có hệ thống chuồng trại này. Đó, có cổng rào lưới thép B40 rất là cẩn thận nhé. Từ con đường đất này, đường này rộng khoảng 4 m, chúng ta ra đến đường bê tông là chỉ khoảng 100 m thôi, và ra đến ủy ban là tầm 1 km nhé. Và bây giờ em sẽ tiến vào ngôi nhà. Đây ngôi nhà đầu tiên đây. Ngôi nhà đầu tiên thì nhỏ nhỏ như thế này thôi, có một khoảng sân. Ngôi nhà này nằm trên đất của chúng ta luôn. Còn đây là ngôi nhà chính này. Ngôi nhà này thì có 2 gian, có phòng ngủ, bếp núc, phòng khách. Đây là phía trước có cổng. Đây thì có hệ thống chuồng trại quý vị chị, chuồng trại như là nuôi bò. Đó, xây rất là kiên cố nhé. Đây là hệ thống này, hình như là nuôi lợn. Nuôi lợn thì phải quý vị chị. Đây có nhà tắm, nhà vệ sinh này, bể nước này. Đây có một cái giếng đào nhé, 2 cái giếng khoan, một cái giếng đào như thế này nhé quý vị chị. Đây có chuồng gà này.
Đây là chuồng chuồng lợn nhé, không phải chuồng chuồng bò quý chị. Có chuồng nuôi lợn nuôi gà nhé. Đó. Có hệ thống bình nước này, xe nước này. Đây là đằng sau nhé, đằng sau căn nhà. Đó. Ở đây thì cũng được trồng cây, trồng sầu riêng. Ngôi nhà thì gắn liền với mảnh đất luôn, rất là tiện cho quý vị anh chị nào về đây và định cư sinh sống tại đây. Chúng ta sửa sang lại một chút căn nhà thôi là chúng ta có thể ở luôn được. Rất tiện cho con gái chúng ta đi học nhé. Con cái đi học thì rất gần trường, rất gần ủy ban. Đây là chuồng, hệ thống chuồng, chuồng lợn, chuồng gà nhé. Xây rất là kiên cố nhé. Đây là mặt trước ngôi nhà quý vị chị. Đây là cổng này, sân bê tông này. Đó. Và với mức giá bán gia chủ mong muốn là 2,3 tỷ nha quý vị chị. 2,3 tỷ. Đó. Em xin nhắc lại với tổng diện tích là 2,2 hecta nhé. Và 400 cây hạt dổi nhé. 150 cây sầu riêng và 150 cây bơ và 150 cây maca. Có 2 căn nhà nhé. 2 căn nhà có 3 cây giếng. Có đường điện 3 pha. Với mức giá bán gia chủ mong muốn là 2,3 tỷ nha quý vị chị. 2,3 tỷ ạ. 2,3 tỷ còn thương lượng nha quý vị chị. Có thương lượng nhé. Quý vị nào anh chị quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì có thể liên hệ cho em với số điện thoại em đang ghi trên màn hình nhé. Kết bạn Zalo em sẽ gửi đầy đủ thông tin, các giấy tờ pháp lý liên quan đến sản phẩm lô đất này cho quý vị chị nhé. Quý vị anh chị nào thiện chí thì liên hệ trực tiếp cho em. Em sẽ dẫn quý vị anh chị đi xem trực tiếp lô đất sản phẩm này nhé. Và gặp trực tiếp gia chủ để chúng ta có thể bàn bạc về mức giá cũng như là các giấy tờ liên quan đến sản phẩm lô đất này nhé. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Quý vị nào đang xem kênh, đang xem video thì cho em xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo để nhận về những video sản phẩm mới nhất của kênh Bất Động Sản Tây Nguyên Gia Lai chúng em nhé. Em xin chân thành cảm ơn và em sẽ thể hiện trên màn hình với live cam như quý vị anh chị.